Mười mấy triệu? Mày điên không? Cái đâu này mười mấy triệu? Trời đất ơi, ngồi xuống mà coi này ơi. Mày điên hả? Mày bỏ tiền ra mua giày vậy? Mười mấy triệu đâu, mười mấy triệu đâu. Cái thông tin nhỏ xíu này. Ủa kêu quá mày. Cái gì mà không có tùng nữa? Thằng quỷ gì? Chú Thành chế ra một cái cảnh, đó là cái cảnh bố già gọi đầu cho bụi tò. Bữa đó là chú Thành gọi nguyên cái đầu con rất là nhiều xà bông luôn. Xong rồi chú Thành vô coi mò, chú Thành bỏ đi luôn. Để con muốn cái đầu xà bông vậy luôn. Ra lại chút xíu, ra lại chút xíu. Tinh thần mà không vững làm việc với Trấn Thành dễ stress và dễ khùng lắm á. Chạy nhà ra đi mày. Sinh bệnh à. Xin lỗi con vợ mày coi. Mà nói chi thì bà cũng nhỏ nhỏ con, bà cũng đóng túng nhiều dự án rồi. Phim kỳ này bà cũng kiểu bà quậy lắm. Bà giỡn cũng vui lắm. Nguyên phim của Bù Tọt nó rất là enjoy mọi thứ. Nó rất là relax. Theo con thì ý nghĩa của cái phim Bố Già là phải yêu thương ba, hãy chăm sóc ba, đừng có gây lộn với ba. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời với cha, chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa